chú. Con tên là Minh Hiếu. Năm nay con 9 tuổi. Con đến từ Hà Nội. Mẹ thường hay bảo con hiếu động. Mà con thấy hiếu động có sao đâu. Mỗi khi con hiếu động, con lại khám phá ra nhiều điều mới lạ hơn. Sở thích gần đây của con là đi xe thăng bằng. Mỗi khi đi xe thăng bằng, con lại thấy mình ngầu ngầu kiểu gì ấy. Con thích cảm giác đi trên xe và phóng thật nhanh về đích. Giống như khi con giải một bài toán vậy. Con muốn giải thật nhanh để đưa ra đáp án. Từ nhỏ con đã rất thích chơi với những con số. Không cần máy tính, con cũng có thể đưa ra một đáp án đúng nhất, chính xác nhất. Đừng thấy con bé mà các cô chú nghi ngờ khả năng của con nhé. Con đến với siêu trí tuệ Việt Nam bằng một sự tự tin siêu to khổng lồ. Con muốn vượt qua thử thách của chương trình và thành công rực rỡ. Con sẽ làm cho mọi người tự hào về con. Siêu trí tuệ Việt Nam, chờ con nhé. Con là Minh Hiếu. Khẩu khí khá lắm anh bạn nhỏ. Để xem anh làm được gì. Mời quý vị gặp gỡ Minh Hiếu. Cháu nghĩ cháu là hậu duệ của Iron Man hả? Không ạ. Con tuột ra rồi chạy rồi vòng vòng. Trời ơi, thiết bị hiện đại quá ha. Thế bây giờ con là ai? Con giới thiệu cho mọi người biết đi nào. Chào cô chú, các bác. Con tên là Minh Hiếu. Năm nay con 9 tuổi. Con đến từ Hà Nội. Chú thấy là con có vẻ rất là tự tin. Con không có lo sợ gì hết hả? Vâng ạ. Con cũng có hơi lo sợ một tí ạ. Thế bây giờ thế này nè. Mình chơi cái gì ở đây? Mình thử thách cái gì mà gọi là siêu trí tuệ? Gọi là siêu trí tuệ vì là nó cần cái óc của mình để suy nghĩ ạ. Con đi xe thăng bằng, con cộng tất cả các domino vào nhau và ra đáp án. Ở đây có 83 con cờ domino được ráp là từ 3 bộ cờ. Ngày hôm nay ban giám khảo sẽ lên lấy ra 10 thanh domino bất kỳ và cháu nó sẽ đi bằng cái xe thăng bằng này một vòng để cộng lại tất cả những cái domino còn lại để đưa ra đáp án của nó. Khó ở chỗ nào? Quý vị đã biết hiệu ứng domino. Cái này ngã thì tất cả sẽ ngã theo. Và cháu nó không kịp thì cháu nó sẽ không được nhìn cái domino đó nữa. Nên tốc độ nó di chuyển phải nhanh hơn cái độ ngã của cái chồng domino này để kịp thấy những cái domino còn lại mà cộng để ra đáp án. Được chưa? Đầu tiên anh thích cái há mồm của em vừa rồi. Anh thích cái sự há hốc của em à. Tại vì em nghĩ là chỉ là điên vòng rồi cộng thôi. Đúng. Cũng không đến nỗi mà ai nghĩ là còn cái thêm cái vụ anh thời gian nó này nó đổ nữa. Và nếu em chạy không kịp thì nó sẽ đổ mất cái mà em chưa kịp xem. Con có nghĩ là con làm được không? Con nghĩ là con làm được. Anh Sam, anh nghĩ như thế nào về tiết mục này ạ? Đúng là ban nãy tôi cũng bị ngạc nhiên với cái thử thách này. Bởi vì là đầu tiên thì tôi cũng tưởng là cháu nó đi một vòng mà nó cộng nguyên thế đã là giỏi lắm rồi. Nhưng mà bây giờ lại còn rút đi 10 cái thanh. Quan trọng nhất là đổ cái domino này, nó gây ra một cái áp lực rất là kinh khủng. Đầu tiên là chúng ta thấy là cháu phải đối diện với áp lực thời gian. Cái thứ hai, cháu phải kịp ghi nhớ lại tất cả những hình ảnh của những cái domino này. Không kịp ghi nhớ thì nó cộng thiếu một số, hay là nhìn nó thiếu một cái dấu chấm cho cái domino đã là cộng sai. Cái thứ ba là dùng tiếp cái trí não của mình trong việc cộng tất cả các cái đó. Trong lúc cộng được từ A tới B phải nhớ cái đáp án C. Để có cái đáp án C được cộng tiếp cái D nó ra đáp án E. Phải nhớ những cái kết quả liên tục như vậy trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Không những chỉ là ngắn về thời gian mà nó ngắn về cái cảm giác của áp lực. Tại vì nó đổ cho mình thấy thì cái cảm giác nó còn hồi hộp hơn. Rất là nhiều những cái mà não phải cùng làm việc một lúc thì nó có thể làm được. Cháu ơi, bác muốn nói là an toàn là bạn, tai nạn là thù. Cho nên là đừng có vội vào quá mà ngã, mệt phết đấy. Cho bác Sâm biết là cháu đi giỏi kiểu gì ra bắt tay luôn à. Không biết gì cả đó. Đấy. Rồi nhá. Cố lên. Mặc dù là không thích từ cố lên, bác vẫn nói cố lên, cố lên Minh Hiếu. Em như siêu nhân nhỉ? Em kiểu gì muốn đi đâu đi. Cái này dễ đi không cháu? Dạ con thưa chú là cái xe này nó không dễ đi ạ. Không dễ đi hả? Vâng. Ai chỉ con đi hay gì? Dạ cô chú là lúc đầu là con tập là mẹ con giữ. Xong về sau là con tự quen được, là con tự đi luôn. Cô có nghĩ là chú tập được liền hay bây giờ không? Dạ thưa chú là con cũng không thể biết được ạ. Vì... Tại sao con không thể biết được? Con nhìn chú cũng có vẻ tự tin đấy chứ. Tại tôi chú là vì con không đoán được trước tương lai ạ.
đó là cái câu khéo của con khi nói là cân nặng của chú không phù hợp với lại cái máy này. Đó là một lời cảnh báo, nó bảo rằng là chú đừng làm té sắp mặt đấy. Ở trong trường con học giỏi môn gì? Dạ thưa chú, là ở trong trường con chỉ học giỏi mỗi môn toán ạ. Rất thật. Môn văn của con nó đi về đâu? Dạ thưa chú, là môn văn con học rất kém ạ. Đáng yêu quá. Mỗi một người cũng nên giỏi một môn này con ạ. Không việc gì mình phải lo. Đấy, chú cũng vậy thôi. Ngày xưa là chú rất dốt môn toán con ạ. Ừ. Siêu trí tuệ Việt Nam 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.